Ê anh ơi. Ờ anh đây. Chơi đối câu không? Chơi luôn. Em trước đi. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Ép 17 chứ ai nỡ ép 0 ép 1. Hả? Ép 17 á? Ờ. Ép 17 là cái gì? Đây luôn, ép 17. Xe Grey. Cung nhôm càng carbon. Ui. Và mới về bên xe đạp VIP. Đấy. Ô hay nhỉ. Có ép 17 luôn. Ờ. Còn Grey nữa. Ôi giời. Không như thế nhá, em chú ý vào cái đường cong này. Xe thì sẽ được thiết kế là bản đường cong khí động lực học giúp tăng tốc độ và giảm được cản gió. Đấy. Đấy nhìn như thế này nhìn men anh nhở. Cái kiểu thiết kế này là thiết kế nghệ thuật em ạ. Đi kèm về đây nhá. Xe sẽ được trang bị là một bản pô tang dài giúp anh em thoải mái khi mà lái xe, không bị kiểu gù lưng ấy. Đấy. Không như thế thì xe sẽ được trang bị thêm là hai lốp CST 700 x 25C. Đấy. Đi kèm với đó là đùi đĩa 44T, xích là IBN, còn lớp sau là 17T. Được không? Xịn thế. Ừ. Thế con này giá bao nhiêu anh? Ôi nhìn chị cái này chắc nát lắm. Em đoán xem. Em đoán á? Ừ. Em mà đoán được thì em làm gì hỏi anh. Đây, anh chỉ bật mí nhỏ nhỏ tí nhá. Vâng. Riêng cái bộ khung này đã là 5 triệu 7 rồi. Còn tổng thể con xe. Mọi người cũng đoán xem nhá. Có bàn phía dưới phần bình luận nhá.